Về với làng quê, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh. Sáng hôm nay tôi quyết định làm một cái video, đó là đi đào cái củ khoai mai, hay còn gọi là củ hoành sơn. Cái củ này thì thực ra thì cái thời mà đói kém ấy thì nhiều người là phải đào về để ăn thay cơm đấy. Còn bây giờ thì nó lại trở thành một cái đặc sản và cũng là một vị thuốc nam quý nhá, cái hoành sơn đấy. Đây, cái củ khoai mai còn gọi là hoành sơn. Thì tôi đi tìm thì đã tìm thấy cái dây của cái củ này này. Rồi anh em nhìn thấy chưa? Cái dây của nó đây này. Đây, dây nó bé thôi. Đây, nó leo tít tận trên này nhá. Kìa, tận trên kia. Là để tôi á, để tôi sang bên này tôi lấy cái dây ở bên này có một gọc nữa. Đây, để tôi lấy cái dây xuống cho anh em xem nào. Đây. Thì với cách nhận biết cái dây củ khoai mai ấy, củ hoành sơn này thì nó đơn giản thôi đây này. Cái củ nó à, cái cây dây nó đây này và nó có quả nhá, quả nó hình hình tam giác ấy, dễ nhận biết lắm. Hình giống như mấy cái viên đá mà họ hay đổ để kè ở ngoài bờ biển đấy. Và chúng ta đi đào thì thường là mùa này thì dây nó còn sống nhá. Đây, đâu rồi nhỉ? Oai. Nó đứt mất dây rồi nhá. Đây này. Tôi giật mạnh của nó đứt mất dây rồi. Thì anh em cứ theo cái dây này này. Đây đây, đây bên này có một dây này. Anh em cứ theo lần theo cái dây đây đến cái đấy nhá. Lần theo cái dây và đến cái nơi dây nó mọc lên như đây. Đấy là chúng ta sẽ đào. Thì đào cái củ khoai mai này thì nói chung là 50-50 nhá, cũng không biết củ ở dưới này nó to hay nó bé. Nếu mà củ to thì chúng ta được nhiều, còn nếu mà nó bé thì không có gì để ăn. Đấy, bây giờ sẽ tiến hành đào nhá. Tôi sẽ đào cái hai cái dây này trước nhá. Ở phía này còn hai hay ba dây gì nữa này. Vừa rồi là tôi cẩn thận mà, tôi cắm que vào đây rồi. Đây này. Đây chỗ này là cái gốc của dây khoai mai này. Đấy, đây này. Đấy, hay còn gọi là củ hoành sơn, vừa rồi là tôi cắm que vào đây rồi. Tôi cẩn thận mà, chứ không là không biết cái gốc nó ở đâu để mà đào đâu anh em ạ. Vì vừa rồi tôi làm đứt dây đi rồi. Bây giờ không nói nhiều nữa nhá. Chúng ta sẽ tiến hành đào luôn. Đây tôi có mang theo cái xuồng này. Cái xuồng này hơi ngắn anh em ạ. Xuồng đào khoai mai phải cỡ đố 1,5 m, 2 m trở lên cơ. Thì mới đảm bảo được, xuồng này hơi ngắn nhưng mà không sao. Đây, bây giờ tôi sẽ bắt đầu đào nhá anh em. Mà mệt quá anh em ơi. Đây này. Củ khoai mai đào được một lúc nó đã lên, nó bắt đầu xuất hiện rồi nhá. Thì cái hũ này may mắn là tôi có hai dây này. Đấy, một cái hai dây. Thì tôi đào luôn được cả hai dây. Và cái củ này nó có một cái đặc điểm, đó là xuống càng sâu thì củ nó càng to nhá. Đây này. Tôi đào từ nãy đến giờ mà củ nó đây nhá. Đấy, mới bằng cái ngón tay thôi. Từ trên này xuống mà mới bằng cái ngón tay, không biết bao giờ thì bao giờ thì mới có củ mai để ăn đây. Đây và cái củ mai làm ôi rồi bị gãy rồi anh em ơi. Tôi đồng chúng nó bị gãy rồi đây này. Cái khúc này thì còn bé lắm nhá, ăn thì ăn được nhưng mà không không đủ, không ăn thua. Thế thì để đây. Tôi đang định nói về cái củ khoai mai ấy. Đây. Cái này là cái thân của năm 2019 này, của năm trước. Thì đến bây giờ nó chết đi nhá. Và nó cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi cái thân mới là cái củ này. Đấy. Và mỗi năm trôi qua thì cái củ mới này nó sẽ to hơn một chút nhá. Đấy, đấy là đặc điểm của củ khoai mai. Và một cái nữa là càng xuống sâu thì củ càng to. Đấy. Do đó bây giờ mình phải cố gắng đào cho sâu ấy. Thì sẽ lấy được nhiều củ để ăn. Cái này chưa ăn thua nhá, mới được một chút thôi. Bây giờ phải cố gắng đấy nhá.
Đây tôi là tiếp tục đào đây. Wow, mệt quá. Mệt quá anh em ạ. Đây là không phải tôi đang đói nhá, chứ anh em thường thường mà cái lúc mà đầu anh đói bùng ấy mà đi đào củ mài nữa thì thôi rồi luôn. Đây này, cái hố tôi đào sâu lắm rồi, tít tít dưới này luôn, để tôi quay cái camera sau cho anh em xem nhá. Đây anh em, tôi đào sắp tụt cắm xuống rồi, sâu tít ở dưới này rồi nhá. Đấy anh em thông cảm nhá, máy quay nó hơi mơ một chút đấy. Và cái củ nó ở bên này này, cái củ khoai mai đang trắng đây này, khá là to rồi, nhìn khá là vui rồi. Cái này là đang no bụng rồi đi đào khoai mai đó nhá, còn nếu mà bụng đói mà đi đào thì chắc là còn mệt nữa cơ. Mà cái may mắn là tôi đào trúng chỗ này, củ thì nó không được to nhưng mà đất thì rất là đất thịt nhá, không có đá, dễ đào lắm. Tuy nhiên là củ nó không được to lắm. Cái này củ nó cứ bé bé thôi, dài dài thuần thu thuần tí gì kia. À, bây giờ vẫn tiếp tục cố gắng đào cho nó tụt cái cắn xuống đây luôn anh em nhá. Còn khoảng 20 phân nữa là tụt thôi. Tôi đào được khoảng hơn mét rồi. Tụt cái này là được khoảng mét rưỡi. Đấy, mét rưỡi là cũng ngon rồi nhá. Bình thường phải cỡ 2 mét cơ. Bình thường đào củ mai tầm 2 mét là vừa. Nhưng hôm nay tại tôi đưa cái cán xuồng này hơi ngắn đấy, do đó không đào sâu được. Tôi mệt lắm rồi anh em ạ. Mà càng đào là càng thấy tiếc, vì càng đào sâu xuống dưới này này, củ nó càng to ra. Nhưng mà vì cái xuồng này này, cái xuồng này ông thợ rèn làm kém quá. Đây anh em xem này. Cái này phải đập cong vào một tí nữa, phải thành hình bán nguyệt một chút nữa thì khi mình đào xuống nó mới lấy được đất lên. Còn bây giờ sâu quá, tôi đào xuống không tài nào mà lấy được đất lên nữa ấy. Nó cứ tụt rơi xuống thế này này. Cho đó chắc là phải nghỉ tại đây, phải kết thúc tại đây. Bây giờ sẽ quay cái cảnh lấy cái củ mai lên cho anh em xem nhá. Đây tôi sẽ đặt máy quay xuống đây. Máy quay hơi mơ nhá. Đấy. Đấy nhá, cái củ mai nó ở góc này nhá. Hơi mơ một chút, anh em hết sức thông cảm. Đấy. Đây này, củ mai đây này. Úi, gãy rồi anh em ơi. Ngọn nó giòn lắm. Củ mai này nó giòn lắm. Chọc vào cái nó gãy ngay. Đấy. Mà còn khá là nông anh em, để tôi về. Nó gãy mất một khúc rồi này. Cái khúc kia nó là ở phía dưới. Chán thế nhỉ. À đấy rồi, để đây, để đây. Đây rồi, khúc này vẫn còn chắc lắm. Khá là to anh em ạ. Cái công đoàn lấy củ lên này anh em phải hết sức cẩn thận nhá. Đây gọi là công đoàn quan trọng nhất đấy. Đấy bây giờ củ nó không gãy nữa, nó đứng luôn rồi. Vì dưới này nó to quá mà. Ở dưới sâu này nó to cực kỳ ấy. Càng đào xuống sâu mình thấy là càng tiếc. Đấy nó gãy ngay đột anh em nghe không? Gãy mà phát ngay đột luôn nhá. Thì để mà lấy được cái củ này này, anh em đừng có đâm cái đầu xuống nhá. Đâm đầu xuống là rớt xuống hố là không ai kéo lên đâu. Anh em đi lấy một cái que nhọn đấy. Chúng ta đâm vào cái củ này này, hoặc là kẹp để chúng ta lấy lên. Đấy, bây giờ tôi sẽ lấy cái que nhá. Đây. Tôi vừa lấy que về rồi đó anh em ơi. Úi, dưới này to chưa? Nhìn củ dưới này hơi bị phế luôn. Đây này nó non lắm, nó mềm nhũn à. Đấy, đơn giản như thế nha anh em nhá. Ui. Này. Anh em nhìn đây. Ui. Nhìn trắng bóc nhá. Đây này. Ui, nhìn ngon chưa? Trưa nay về sẽ hấp cơm nhá, hấp cơm hoặc luộc ăn. Đây, để đây, để đây. Còn một khúc ở dưới này lấy nốt nhá. Ở dưới này còn một khúc. Đây. Đây bà quan ơi, cái khúc này nó mới to này. Anh em nghe tiếng nó gãy không? Đột như cục sắt đấy. To đến mức đấy cơ mà.
mình lấy không đào được cái chuồng này, nó củ chuối quá, cái chuồng này không lấy được đất lên. Ôi sự đừng có rơi đất chúng nữa, nào cố lên nào, cố lên, cố lên, lên đây nào, hè sốc thế nhỉ, nào lên đây nào, lên đây nào. Ướch, nó mắc kẹt cái gì ấy nhé bạn, nó chưa gãy hết hay sao ấy. Ui cái củ non quá, tôi làm nó trước hết rồi. Thôi thì mình chịu khó đào xuống tí nữa. Rồi ok anh em ơi, ok con B. Nếu như cái chuồng của tôi mà nó ngon hơn đấy thì hôm nay đúng ăn nó củ luôn. Tha hôm ăn củ mai luôn anh em. Đây khúc này mới chất lượng này. Ui, ui anh em xem này, ở dưới này nó to thế này. Cái hố này thì tôi may mắn là đào được hai dây nhá, hai dây nó ở sát nhau đây này, thế là tôi đào một chung một hố và lấy được hai lần luôn, hai củ luôn, đỡ phải đào nhiều lần. Đây còn cái củ thứ hai đây này, không biết to hay bé thế nào, nó ở bên cạnh cái củ thứ nhất luôn anh em ạ. Đấy đây cái củ thứ hai nó ở đây. Úi giời, khá là to luôn, cặp song sinh. Cái này gọi là đào được một cặp song sinh nhá. Cái củ khoai mai này thì mình cứ để như thế, sang năm nó tiếp tục mọc nhá. Đây này, mình ăn đến đâu thì mình lấy đến đấy, tôi ăn đến đây tôi lấy đến đây thôi. Còn cái phần trên kia cứ để nguyên như thế nhá, phần phía trên cứ để như thế, sang năm nó lại mọc tiếp ấy mà, ít năm nữa nó lại hồi sinh, thế là mình lại có đào tiếp. Đây ngặt chỗ này đấy, lấy từ đây rồi xuống. Thì lúc đào thì mệt thật đấy nhá, nhưng mà cái lúc lấy cái củ mai lên nó sung sướng lắm. Đây củ này cũng đứng luôn rồi, chắc là to quá không chịu gãy rồi. Gãy chưa, gãy chưa, ui nó chưa gãy anh em ạ. À, trong này à, củ này là đi cong cong nhỉ. Cái này thì khá là nông nhá, tôi lấy tay xuống tôi lấy lên nhá. À, củ này bé anh em ơi, củ này bé mà lại còn cong nữa. Đây này, không được to như cái củ vừa rồi, nhưng mà không sao, vì là sinh đôi mà, phải có thằng to thằng nhỏ chứ nhỉ. Còn một chút dưới này để tôi lấy nốt nha anh em nhá, còn một chút bé bé ở dưới này. Ui giời, không được anh em ạ, nó nát hết rồi. Rồi ok, ok thành quả đây nhá. Thành quả đây, cái này là ở đây nhá, cái này là ở đây này, đấy, cái này là nối tiếp vào đây, còn cái củ thứ hai thì đây, tuyệt vời. Tầm này mà đào cái chuồng nó ngon hơn đấy, thì lấy được tít dưới này ấy, thì nó to hơn, nó được nhiều hơn. Nhưng mà tại vì cái chuồng nó dồm quá, chỉ lấy được tầm này thôi. Cái bé bé này bỏ xuống hố cho nó mọc. Đây, thế là hôm nay có thức ăn để ăn rồi nha anh em nhá. Chống đói, nhớ về một thời đã qua nhỉ, những anh em nào đã qua một thời đào củ mai. Đây còn cái hố tôi đào đây này, sâu phết, cái cắn chuồng tôi phải 1,5 m đấy mà sắp tụt luôn, sắp tụt cắn chuồng luôn. Còn, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video nhá. Bây giờ thì tôi xin kết thúc cái video tại đây. Đây củ mai đây, hố đây. Anh em theo dõi nếu hay thì hãy đăng ký và like và chia sẻ nhá. Còn những anh em nào đặt một thời từng đào củ mai thì cùng cho bình luận phía dưới nhá. Vì tôi cũng không phải là chuyên về đào củ mai đâu, do đó tôi cũng đào kiểu sơ sơ thế này thôi. Cái hố thì nó hơi méo méo này. Đấy, không được tròn lắm. À, nhưng mà vẫn có thành quả là vui rồi. Cảm ơn hết sức, cảm ơn anh em đã theo dõi. Một lần nữa xin chào.